giả danh công an, viện kiểm sát, đe dọa chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng. Công an tỉnh Quảng Ngãi vừa khởi tố 5 bị can gồm Đặng Thành Toại, 25 tuổi, Lê Ngọc Quyền, 24 tuổi, Nguyễn Tấn Thắng, 25 tuổi, Hoàng Minh Tài, 27 tuổi và Nguyễn Văn Rô, 28 tuổi, đều trú tại Đắk Lắk. Nhóm này đã nhiều lần gọi điện thoại cho người đã được chọn, cho biết đang thực hiện điều tra các vụ buôn bán ma túy, rửa tiền có liên quan đến nạn nhân. Sau đó hù dọa, yêu cầu nạn nhân phải chuyển tiền để được chuyển hướng điều tra vụ việc.